Chào mọi người đến với kênh Mr. Funny. Hãy đăng ký để xem những tin về thành phố Bắc Giang cập nhật hàng ngày nhé. Thành phố Bắc Giang là trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Giang. Đông giáp huyện Lạng Giang, tây giáp huyện Việt Yên, nam tây. Nam giáp huyện Yên Dũng, bắc giáp huyện Tân Yên. Nằm cách trung tâm Hà Nội 50 km về phía đông bắc. Có 6.659,3 ha diện tích tự nhiên và dân số 157.439 người. Có 16 đơn vị hành chính trực thuộc là 10 phường và 6 xã. Ngày 3 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2168 trên QĐ-TTg công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang trước kia và nay được biết đến với vai trò là một trong những trung tâm lớn của vùng về công nghiệp đạm, hóa chất, công nghiệp may mặc, đồng thời là trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc cho miền Bắc, cũng như là nơi tập kết các sản phẩm nội địa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thành phố có 02 làng nghề truyền thống, một số cụm công nghiệp vừa và nhỏ gắn với hệ thống các khu. Cụm công nghiệp lớn của tỉnh liên kề thành phố như Quang Châu, Đình Chám, Vân Trung, Song Khê, Nội Hoàng. Đó những thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội và đô thị. Biểu trưng công nghiệp của thành phố Bắc Giang là công trình nhà máy phân đạm Hà Bắc, là nhà máy phân đạm đầu tiên của Việt Nam, với vị trí rất thuận lợi về giao thông, cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc, ở vị trí trung lộ trên tuyến giao thông huyết mạch đường bộ. Đường sắt liên vận quốc tế nối thủ đô Hà Nội với thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng, ở vào vị trí đầu mối giao thông cấp liên vùng quan trọng, nằm cận kề vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có hệ thống đường bộ gồm các quốc lộ 1A cũ và mới, 31-37, tỉnh lộ 398, các tuyến đường sắt Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Nội kép, Hạ Long, Hà Nội kép, Thái Nguyên chạy qua, có tuyến đường sông nối thành phố với các trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch lớn như Phả Lại, Côn Sơn, Kiếp Bạc, Yên Tử, Hải Phòng, tiếp cận thuận lợi với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng nội địa Gia Lâm, cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải Phòng và các cửa khẩu quốc tế trên biên giới Lạng Sơn. Hãy bấm chuông và đăng ký kênh để xem được những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.